Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải năm 2023 lần thứ 2. Hội nghị điển hình ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ động viên các tập thể và cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Các đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trong từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và biểu dương tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn ngành giao thông vận tải. Dịp này có 3 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2022. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 33 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ năm 2018 đến năm 2022 và trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.